Chú bộ đội về phép và ông chú lái xe tốt bụng. Đang lái xe, bác Tài tình cờ gặp hai chú bộ đội đi bộ giữa trưa nắng. Hỏi ra mới biết hai em về nghỉ phép. Bác Tài không chần chừ mà ngay lập tức bảo hai em lên xe. Nhìn hai chú bộ đội chần chừ vẫn còn ngại mà vừa buồn cười, vừa thương. Clip ngay khi được chia sẻ đã được lên xu hướng. Nhiều bác Tài cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Khi bắt gặp các chú bộ đội đi bộ với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai các bác tài xe hàng, thậm chí cả xe khách sẽ cho quá giang mà không lấy tiền. Có lẽ hình ảnh chú bộ đội luôn là một hình ảnh đẹp, được yêu quý trong lòng mỗi người dân. Trên đường xuống thăm não đoàn dưới Nghĩa Hưng Nam Định thì mình đi đến nút giao Bắc Phú trên cao tốc Hậu Thái Nguyên thì gặp hai đồng chí bộ đội này đi bộ lang thang ở trên đường thì mình có dừng lại hỏi đi về đâu thì hai bạn trẻ này bảo là cháu về Nam Định, bảo ô thế thằng này sao lại về Nam Định, bảo quê cháu Nam Định, bảo mày làm gì ở đấy, bảo cháu được nghỉ phép thì bảo ô thế lên đây tao trở về Nam Định. Mà cháu là Nam Định mà cháu về dưới Nghĩa Hưng Nam Định, ôm chết rồi. Rồi tao cũng về Nam Định đây, sao ông trời ông lại sắp đặt cho chúng mày gặp tao nhỉ? Đây là cái khúc là mình đi đến nút giao Liêm Tuyền nha. Và tiếp theo đến ngã tư Bixi của Nam Định và gặp xe cổng 180 tấn của Quang Dũng. Đấy, đến đứng bến xe Liễu Đà thì là mình dừng ở đây, mình bảo các bạn xuống xe và bắt xe buýt vào. Xin chào, chúc các bạn mạnh khỏe.